Ok, bây giờ mình tới sân bay rồi nha. Sao biết? Mình ăn đồ gửi ra cả năm. Chưa xong thì không tốt. Sao mươi nữa. Có lạnh không con? Lạnh thôi. Lâu quá về rồi quên luôn số rồi. Ok. Nasukashi. Nasukashi. You still remember the way to go to your room? Hiện tại là cũng đang 8:30 các bạn, cũng muộn rồi, chắc đi ăn cái gì đó rồi sẽ chắc là mình sẽ đi ăn cái gì đó rồi về ngủ, rồi sáng mai sẽ tiếp tục quay nha. Đây là hình của chị mình với chồng chị mình nè. Đây là phía trước nè các bạn. Phía trước là cái đường thôi. Okay, bây giờ tụi mình sẽ đi ăn nha. Are you hungry? Yeah. And then? Why do you need to look? Better than Ho Chi Minh City? No? Xin chào mọi người, và tụi mình đã dậy rồi nha. Vì hiện tại thì trời đang rất là lạnh nha các bạn. Hiện tại thì trời đang mưa một chút nữa. Thì bây giờ tụi mình sẽ đi qua cái vườn của ba mình và hôm nay sẽ làm một cái lễ rất đặc biệt nha. Và đi về là cho Sayaka thăm lại bạn của Sayaka. Are you excited? Meet your friend again? Tại vì thường mình chưa grow up stay up. That's crazy. Đó, và hôm nay là trời mưa các bạn. Trời mưa. Đó, ba mình về thì bị đón tụi mình kìa. Nhưng mình ăn đồ gửi ra còn đó, Sayaka. Chưa đâu. Sao kiểu như đang ở Sài Gòn đang nóng các bạn, mà về đây trời lạnh rất là bị sốc nhiệt các bạn. Bây giờ tụi mình sẽ xuống và chuẩn bị đồ để đi ra vườn nha. Ok, đây là đồ để hôm nay cúng nha các bạn. Cái này là xôi gấc. Xôi gấc. Xôi gấc dùng để cúng kiến. Ở Nhật Bản người ta còn cúng kiến không? Tùy người. Tùy người. À. Em thấy cúng ở Nhật bây giờ chưa? Dạ chưa. Chưa. Mà hiện tại mình đang đi ra để cho Sayaka mang đồ cúng ra nha các bạn. Đây là có xôi. Đây là cái nhà yến mới xây nên là hôm nay mà tụi mình về làm lễ cúng nha các bạn. Ok. Bây giờ sẽ vào nhà yến nè. Ok. It's for the bird to live. And we're gonna harvest the nest. すごい。でかいね。でかいよ? Mm. Inside you. Yeah, they're gonna live up here. Leave something here up here. So, then after it's ripe, we're gonna harvest it. すごいね。え? In日本はこの食べ物がないの? ある? あんま食べない高いし。ああ。
Bây giờ Saka đang chuẩn bị đồ cúng nha. Còn mẹ mình thì đang viết giấy. Làm cái nhà Yến này là để test thử thôi các bạn. Nếu mà sau này nếu mà Yến về á thì sẽ còn mở rộng ra nữa nha. Bởi vì vườn này còn đất rất là rộng nên là làm được cũng khá khá nhà Yến á. Ok. Trời hiện tại đang mưa chút các bạn. Đây là Saka đang đứng đây để che cái bàn cúng nè. We all the incense right now though. Yeah, let me help you. Rồi, ok, bây giờ thì đi đốt giấy. Bây giờ thì sẽ đi đốt giấy. Mày thôi lấy cái này đi em ơi, để cha đến chỗ nó đốt này. Ok, bây giờ là đã 8 giờ nha các bạn. Bây giờ tới giờ là bật máy rồi nha. Thì sau khi bật máy thì cái phòng này sẽ được đóng lại nha các bạn. Và sẽ không ai ra vô nữa. Rồi. 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 Rồi xong. Để khóa lại các bạn. Bây giờ hoàn toàn bị đóng cửa rồi đó. Xong. Đó, mới bắt xong mà mấy con yến là tới rồi nè. Khởi đầu thành công. Interesting. Mới khởi đầu mà đã có yến tới nè các bạn. Mới bật thôi. Hiện tại yến tới rất nhiều nè các bạn. Chắc được tầm khoảng 20 con đó. Wow. Quá nhiều luôn các bạn. Wow. Quá nhiều cái số lượng chắc phải gần 30 con rồi á. Wow. Bây giờ tới rất là đông các bạn. Nhìn nè. Wow. Chắc phải 30-40 con á. Nếu ngày đầu tiên làm được như này là gọi là quá được rồi các bạn. Wow. Ok, bây giờ tụi mình sẽ ra và thăm bạn của Saka nha. Đây là cái máy thái chuối. Cái máy thái chuối rất là đơn giản. Nhà tự chế hả bác Hiến? Tự chế. Đó, đây là mấy cái thái chuối tự chế nè. Thái chuối là cho heo ăn á. Chuối. He made it by himself. Trời. Trời. Mila, look at you. Do you remember you cannot? Sao quá trời. Đó, đây là dê và heo. Thì những video trước mình cũng quay rồi các bạn. Đây có khi là cái đàn mới của mấy con heo bữa trước mà Saka cho ăn á. Có thể thăm mừng cái baby đó. I know last time you feed me. Ừ. It's calling you now. They're calling you. Is this still look the same Saka or something different? Different. What's different? It's a new house. Đó đây là vườn nè các bạn. Đó đây là cổng vào. Bên trong thì nó vẫn cứ vậy đó các bạn. Nhưng mà có điều là có một cái nhà yến mới đây thôi. Đó, đây là vẫn là dàn điện mặt trời của nhà mình. Và bên này thì vẫn là một khu cũng khá đất còn khá rộng các bạn.
Nhà Yến thì bây giờ sẽ làm như vậy để xem thử Yến có về nhiều không. Thì tụi mình sẽ mở rộng ra nữa nha các bạn. Cái sầu riêng mà ba mình mới trồng được mấy năm rồi các bạn, vẫn còn khá là nhỏ, chưa ra quả được. Nhưng mà mình nghĩ chắc tầm 2-3 năm nữa sẽ ra quả các bạn. Trong vườn này thì tầm khoảng 100 cây sầu riêng nha các bạn. Dưới kia là cái suối, bữa trước mình quay cái máy bơm nước cho các bạn xem rồi. Có điều là ở đây thì để cỏ mọc hơi nhiều, chắc ba mình sẽ cho người dọn bớt cái chỗ cỏ này để cái lối đi xuống suối nó dễ dàng hơn nha. Ok các bạn, và tụi mình về tới nhà nha. Thì sau khi mà cúng kiến xong thì tụi mình ăn uống rồi, bây giờ tụi mình đã về tới nhà nha các bạn. Ngày mai mình phải bay sớm rồi, bởi vì là chiều tụi mình có việc nữa, nên là chỉ ở được một ngày thôi. Bây giờ hiện tại đang là 6 giờ nha các bạn, trời cũng đang mưa khá nhiều. Ok, và cùng về nhà. How you feel? Ok, và thôi bây giờ thì chắc video này cũng hết rồi các bạn. Thì đó, chắc tụi mình mới về nên là mặt mũi đang rất là mệt các bạn, nên là chắc tụi mình sẽ đi tắm nha. Và nếu các bạn thích video nhấn like, subscribe nha. Subscribe nha. Bye bye.